chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp tối ngày 17 tháng 5, được phát sóng vào lúc 21 giờ trên kênh Sen Vàng News. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính ngay sau đây. Vừa qua, cư dân mạng chia sẻ với nhau những hình ảnh của một chiến sĩ cảnh sát giao thông đứng nghiêm trang chào đoàn y bác sĩ Quảng Ninh trên đường đi hỗ trợ Bắc Giang chống dịch. Hành động chiến sĩ cảnh sát giao thông giữa trời nắng đứng nghiêm trang chào đoàn xe đã gây xúc động mạnh với người dân. Theo đó, mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh về một cảnh sát giao thông đứng nghiêm chào đoàn cán bộ, y bác sĩ từ Quảng Ninh về Bắc Giang hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Khi thấy đoàn xe chở y bác sĩ Quảng Ninh, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã phân luồng, điều khiển các phương tiện gần đó. Khi đoàn xe đến gần, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã đứng nghiêm trang giơ tay chào đoàn đến khi kết thúc. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Bắc Giang diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh đã cử hơn 200 y bác sĩ tham gia hỗ trợ công tác xét nghiệm cho địa phương này. Hành động của chiến sĩ cảnh sát giao thông như một lời cảm ơn đến các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Không ít người đã bảo rằng lấy chồng bộ đội sẽ chịu nhiều thiệt thòi vì họ thường xuyên phải xa nhà. Cũng chính vì lẽ thế mà những khoảnh khắc gia đình đoàn tụ thường khiến cho người trong cuộc không khỏi ngạn lòng. Mới đây, một video ghi lại cảnh con gái vào thăm bố là bộ đội đang làm nhiệm vụ khiến nhiều người vừa thương vừa buồn cười vì quá đáng yêu. Trong đoạn video chia sẻ, em bé mặc bộ đồ màu vàng trông cực kỳ dễ thương. Không vào được, bé gái chỉ biết đứng ngoài rồi đưa hai tay đòi bế. Thậm chí cô bé còn cúi xuống xem khe hở ở phía dưới liệu có bò vào được không. Thấy con gái mình như vậy, ông bố cũng không kìm lòng được mà phải chạy đến ôm con. Dù cách nhau cánh cửa nhưng hai bố con vẫn cực kỳ tình cảm, khiến ai xem cũng ấm lòng. Cư dân mạng đã dành rất nhiều lời khen cho rằng bé gái cực kỳ thông minh khi còn nhỏ, nhưng đã cố gắng vượt ngó nghiêng để tìm cách vào trong cùng bố mình. Mới đây, trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cặp mẹ con đứng bơ vơ dưới trời mưa, không có ô che khiến dư luận vô cùng chú ý. Đặc biệt, hành động và cách xử lý tình huống của người mẹ trong trường hợp này mới là chủ đề gây tranh cãi nhiều hơn. Theo chủ bài đăng clip cho hay, khi đang cầm điện thoại quay video thì vô tình bắt gặp cảnh tượng một người phụ nữ bế một đứa trẻ đứng đối diện bên kia đường. Đáng nói, trong khi những người khác đang cố thật nhanh để tìm chỗ trú khỏi cơn mưa, thì hai mẹ con họ lại đứng im bên gốc cây đó, toàn thân ướt sũng. Thật may là chỉ sau đó ít lâu, một người đàn ông mặc áo mưa điều khiển xe máy đã xuất hiện và cả ba đều nhau đi. Dù chỉ vỏn vẹn 30 giây, thế nhưng đoạn clip đã thu hút tới 1,4 triệu lượt xem và khiến nhiều bậc phụ huynh phải nổ ra tranh cãi. Theo đó, rất nhiều ý kiến phản đối gay gắt với cách làm của người mẹ vì đã không chịu tìm chỗ trú cho con để con phải dầm mưa. Việc ngấm nước sẽ khiến cho các bé có nguy cơ bị cảm lạnh và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hẳn là sẽ chẳng có cơn ác mộng nào kinh dị hơn việc sớm mai thức dậy mà nhìn thấy hẳn một con cá sấu siêu to khổng lồ nằm ngay dưới chân giường của mình. Đó là câu chuyện của một anh chàng nông dân 30 tuổi sống tại Ấn Độ dưới đây. Anh chàng có tên là Bhatma. Một ngày nọ, anh vẫn lên giường được dân mùng chống mũi ngủ như mọi ngày. Vào khoảng 1 giờ 30 rạng sáng, anh bị đánh thức bởi tiếng chó hoang sủa. Thấy là nửa tỉnh nửa mê, anh nhìn xuống dưới sàn nhà thông qua khe hở giữa các thanh gỗ trên giường và phát hiện một con cá sấu to tướng đang nằm chỉnh chệ ngay bên dưới. Đó là một con cá sấu cái đang mang thai, dài khoảng hơn 2,4 mét. Đây là mùa sinh nở, nên nhiều khả năng con vật đã vào nhà bác ma tìm một chỗ đẻ trứng. Thường ngày, tôi cũng có thể tự giải quyết được tình huống này, nhưng bởi vì con cá sấu đang mang thai, nên chúng tôi phải thận trọng hơn, một người đứng đầu làng nói. Sau đó, các nhân viên bộ phận lâm nghiệp và tình nguyện viên động vật hoang dã đã nhận nhiệm vụ đến giải cứu con cá sấu. Được biết, nhà bác ma nằm ở cách tổ chức Đát Gia, khoảng 20 cây số. Đây là nơi sinh sống của quần thể 100-150 con cá sấu. Mạng xã hội ngày 16 tháng 5 đã chia sẻ những hình ảnh nhói lòng về một trung sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, nén đau thương vì mẹ mất nhưng không về nhà chịu tang được. Hình ảnh này được đăng tải đã khiến nhiều người xót xa. Đó là câu chuyện của đồng chí trung sĩ Phùng Minh Phục, tiểu đội trưởng trung đội 4, đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 738, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An. Ngày 15 tháng 5, anh nhận được tin mẹ ruột ở quê nhà đột ngột qua đời. Dù rất mong muốn được về chịu tang mẹ, nhưng vì nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 đang trong giai đoạn diễn biến phức tạp, trung sĩ Minh Phục đành nén đau thương, ở lại khu cách ly tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Được sự đồng ý của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Ban Chỉ huy Trung đoàn 738 đã giúp đồng chí Minh Phục lập bàn thờ cho mẹ tại khu cách ly để anh và đồng đội bái phỏng. Hình ảnh người chiến sĩ nén đau thương dập đầu trước bàn thờ mẹ khiến người ta không khỏi nhói lòng thương cảm. Sau cái dập đầu ấy, anh Minh Phục sẽ mạnh mẽ đứng lên để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ, khi dịch bệnh được đẩy lùi, anh Minh Phục sẽ trở về quê nhà, thắp nén hương cho mẹ. Được biết, vài ngày trước đó,
Khu cách ly tại Trung đoàn 778 vừa tiếp nhận 43 công nhân nhập cảnh từ Mỹ trở về nước. Trung sĩ Minh Phục là một trong 5 chiến sĩ làm nhiệm vụ phục vụ, trực tiếp tiếp xúc với 43 công nhân tại khu cách ly. Vừa rồi là những thông tin chúng tôi cập nhật được trong ngày. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để xem được những tin tức mới nhất, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.